wanna know what you're going through. I wanna dance in your light while we figure out life. Sometimes I wonder if you think of me, or if you're scrolling through my history. It's crazy how the time flies, living on a timeline. I swear I see you everywhere I go. You're not just someone that I dream about. Cảm thấy công việc này nặng quá. Và bản thân lớp mình, mỗi người trong lớp chúng ta đều có một cá tính rất mạnh, cho nên để đứng đầu một lớp như vậy thực sự rất là khó. Nhưng mà sau cùng thì tớ rất hạnh phúc với công việc mà tớ đang làm. Đó là một thử thách và đó cũng là một niềm vui nữa. Bởi vì sống được với những con người cá tính như các cậu là một điều may mắn cho tớ. Tớ xin chúc các cậu sau này chúng ta sẽ là những con người thành công trên đường đời. Cho dù các cậu chọn đại học hay cao học, các cậu tiếp tục theo con đường lý thuyết, hay thậm chí các cậu dám mạo hiểm với cuộc đời của mình, tức là các cậu theo con đường khởi nghiệp, thì các cậu cũng sẽ là những con người thành công trong cuộc đời của mình và hạnh phúc với những gì các cậu làm. Chúng ta cũng là cả thanh xuân của nhau. Và trong giây phút lặng như này thì tôi mong rằng và tương lai khi mà chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ được quây quần bên nhau đông đủ như này nữa, để có những lúc mà chia sẻ những điều trong quá khứ, để những lúc mà mình nhìn lại có thể có những kỷ niệm để nói với nhau. Đến bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn.